Hello, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Mình bây giờ ở 625 Mặt Điện Chi, quận nhất. Tại sao mình đến ở đây là để ăn phở nhá. Mình vừa nhận ra nè, phở là rất nổi tiếng ở Việt Nam, đúng không? Trên thế giới nhá. Nhưng trong video này chỉ ăn phở nên mình muốn ăn phở trong chương trình này nha. Và tại sao đến quán phở Cao Vàng nha, là được giới thiệu top 7 quán phở lâu đời ngon nhất Sài Gòn nha. Lâu đời nhá, lâu đời. Tại vì là ở đây quán này có hơn 60 năm nha. Lâu quá. Là bọn tí là có Hà Nội nha. Nên mình ăn thử phở Cao Vàng nha. Là đi thôi. Tiếp. Rồi
họ miền Bắc và miền Nam khác nhau. Có thể là qua miền người Việt Nhật Bản là phở miền Bắc nha, thì là có miền Bắc nha. Phở miền Nam là hơi hơi ngọt nha. Phở là cái ngon mình hiểu rồi nè, tại sao nhiều người Việt Nam ăn sẵn phở nha. Tại vì là miền Tây là dễ dàng nè, nhẹ nhàng nè. Phở ở đây có rất nhiều thanh, không có nhiều và vỏ xong lại rất đậm đà, nên phải là một người dùng nhiều tiếp phở bắt thì mới có thể để thưởng thức được trọn vẹn những hương vị của món phở này á. Là đúng rồi, cái này là không phải là rất đậm đà đó. Và ai á, ai được không? Thấy được không nè? Không có nhiều dầu á, dầu mưa à. Em chắc chắn tốt cho sức khỏe ha. Hồi trước nha, à, có thể là 10 năm trước là khách ít có quán phở ở Nhật Bản á, nhưng hiện nay là nhiều hơn nữa. Quán phở đại diện ở Nhật Bản là quán phở tin ở Hà Nội á. Ví dụ là một quán phở tin thôi á, nhưng là sẽ có chỉ nhanh nè. Có thể là năm nay hoặc là năm ngoái là có hai quán phở tin ở Nhật Bản á. Kết quả là phở được nhiều người yêu thích nha. Tôi nghĩ là nếu các bạn hỏi người Nhật Bản bằng biết món ăn Việt Nam là gì thì chắc chắn trả lời là phở. Thứ hai là bánh mì đó. Đây là không thể nứt được nhé. Em chưa bao giờ ăn món ăn Việt Nam ở Nhật Bản. Em nếu có cơ hội sẽ đi về nước thì ăn thử món ăn Việt Nam ở Nhật Bản. Món so sánh nha. Thịt bò này nó nhẹ nhàng nó mềm nha, cắm khăn ra được nha. Đó đây, theo Google là chưa có điểm nè. Nhưng theo Google thì cao nhất là 5 điểm nè. Theo Kazu thì 107 điểm nè. Yeah! Thế mà tại vì là súp này là thấy được rất nhiều thang nè. Là và không có nhiều giờ mưa nên mình nghĩ là tốt cho sức khỏe. Mọi người chưa ăn phở cao văn này thì hãy đến ở đây nha, là đường đặt địa chỉ nè, là dễ đi được nè, do ở đây là trung tâm Sài Gòn. Và nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nha. Bye bye. Cái này là rất ngon nè. Thiệt mà.